Bạn ăn suối cua được em hiện nay là mốt. Người ta nói hôm nay ngày mai là phốt. Nhưng vẫn thi kìm gì em thấy anh tin gì. Bước vào làm phim thấy em ngờ như nay là hốt. Like like. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Xin chào tất cả các bạn, mình là Freaky, mình sinh năm 1999, mình đến từ Long Xuyên, An Giang và hiện đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Lý do mà mình chọn rap name là Freaky bởi vì ý nghĩa của chữ Freaky chính là dị biệt. Và bản thân của mình lúc mới chơi rap, mình muốn là một sự khác biệt so với các bạn đồng trang lứa, cho nên mình chọn là Freaky. Bản thân của em bắt đầu với rap từ năm lớp 8, nhưng mà em mới thực sự chơi nghiêm túc tầm 2 năm đổ lại đây thôi. Chủ đề của em viết thì rất là đa dạng, tình yêu, gang, party, về bạn bè cũng có. Bởi vì bản thân của em lúc nào cũng muốn hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau cho âm nhạc, và đó là sự cống hiến của em. Cái chủ đề mà em viết nhiều nhất đó chính là tình yêu. Bởi vì em là một người trải nghiệm tình yêu rất là nhiều, cho nên nó luôn là cái chất liệu mà em khai thác hoài mà không hết. Còn những cái chủ đề mà em nghĩ là em cảm thấy đôi khi mà mình bị bí chủ đề, bí ý tưởng, đó chính là những chủ đề về skill, về những cái ý tưởng để mà battle kiểu. Thì đó là những cái chủ đề mà em nghĩ là nó sẽ khó đối với một rapper, không chỉ là riêng em. Yeah. Bản rap đầu tiên của em là em viết về chủ đề tình yêu, được ra đời vào năm em lớp 9. Vâng, em chia tay bạn gái em được một tuần thì em đã viết bài đó và em đã đăng lên. Có một cái điều thú vị là khi em vừa xuất bản cái bản rap đó thì Nguyễn Cái Trường biết em luôn. Em chưa bao giờ xem mình đã đạt một thành tựu nhất định nào đó. Nhưng mà cái điều may mắn nhất em so với các bạn đồng trang lứa khác thì em đã thuyết phục được ba mẹ em ủng hộ niềm đam mê của mình. Và em đã nuôi sống bản thân của mình bằng âm nhạc của mình, và em sống vì đam mê chứ không chết vì đam mê. Số tiền đầu tiên mà em kiếm được từ rap là 1.000 đô. Đó là một bài hát mà em đã sáng tác, và đó là lần đầu tiên em được tiếp xúc với một ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Mình chưa bao giờ tham gia một cuộc thi âm nhạc bất kỳ nào hết, nhưng mình có tham gia cuộc thi Beatbox và mình đạt được giải nhất. Bản thân của em khi mà em chơi Beatbox thì em đã tạo ra được rất là nhiều âm thanh. Vâng, nó có một cái sự liên kết đối với rap, đó chính là nó là một trong năm yếu tố của hip hop. Nhưng khi bản thân của em cảm thấy khi em beatbox thì em không có thể nào giải tỏa được những cái cảm xúc ở trong người của mình. Và bản thân em lúc đó cũng là một fan của rap Việt, và đó là lúc em chuyển sang hẳn con đường âm nhạc của em. Sắp tới thì có thể là có, nhưng mà gần đây thì không. Nhưng mà em sẽ ứng dụng beatbox của em vào âm nhạc một cách hợp lý nhất và một cách đớp nhất. Người bạn thân nhất của em trong chương trình này là anh C-Chain. Mình với anh C-Chain vừa hợp tác một sản phẩm âm nhạc mang tên là Gu. Anh C-Chain là người đã thách thức em, nếu mà em lọt vô chung kết thì anh C-Chain sẽ tặng em một chiếc máy tính. Thật ra bản thân của mình ai chọn cũng đều được hết. Nhưng em nghĩ cái người có thể đồng cảm với em về màu nhạc, về nội dung bài nhạc, cũng giống như là mục tiêu hướng đến, thì đó là một người có cùng tên với em, đó là Khoa. Vâng, chính là anh Karik. Bản thân của em là một người miền Tây. Thì vào thời điểm khoảng mấy năm về trước, Tin Vọng Cổ là một bài nhạc rất là gắn liền với tuổi thơ của em. Và mục tiêu của em khi mà em đến cái vòng này thì em muốn làm một gì đó nó khác biệt, một giai điệu gì đó rất là quen thuộc nhưng mà mọi người sẽ bất ngờ vì nó. Cho nên em chọn Tin Vọng Cổ, sao đào cho chị Vĩnh Thiên Kim. Ayo, what's up? Các bạn hãy đón chờ Rap Việt mùa 2 lần này nha. Bởi vì có rất là nhiều quái vật, và bản thân của mình cũng sẽ thể hiện tốt màn trình diễn của mình. Let's get it. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà hấp dẫn. Một giải đặc biệt gồm một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. 5 giải thưởng hàng tuần, mỗi giải gồm 1 triệu đồng qua ví điện tử Salopay, một áo thun, một phụ kiện đến từ Rap Việt. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Vion, nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021, bắt đầu bình chọn thí sinh bạn yêu thích nhất trong tuần và dự đoán số lượt bình chọn giống bạn. Đừng quên đăng ký ngay ví điện tử Salopay để nhận ưu đãi 1 triệu đồng và mua gói VIP chỉ với 19.000 đồng. Cổng bình chọn được mở vào 22:30 thứ bảy hàng tuần. Hãy tham gia ngay. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.